1, chúng mình quay trở lại với trận đấu Vát Tùng và đến với dự án đường trên của Zeus với con bài Gangplank trong kèo đấu gặp con Cho'Gath phía bên kia. Cho'Gath đã được boost sức mạnh tại 13.4 và để xem là Zeus sẽ xử lý Gangplank như thế nào nha. Let's go. Ok, về Ngọc tái tổ hợp thì nó sẽ là mới quyền năng bất diệt. Và hôm trước thì Kin đã đánh Gangplank khá là hiệu quả tại SCK, nên là Zeus cũng đã có cảm hứng đánh Gangplank trở lại. Và Gangplank bây giờ thì sẽ đánh quyền năng bất diệt để đi đường thôi. Còn nếu như mang theo đòn phủ đầu thì nó sẽ là Ngọc tái tổ hợp hơi mạo hiểm một chút. Lên đồ thì cũng sẽ là tam hợp kiếm cùng với súng hải tặc và Navori, chứ không phải là lên theo kiểu lấy hai linh hồn cùng với ám muội nhá. Tất nhiên cấp 1 sẽ nâng E và khởi động bằng Khiendoran, bảng phụ có bánh bích quy để bổ sung năng lượng. Những cái đầu thì có thể spam thùng để có thể cấu rỉa lấy chỉ số lính và tiết kiệm mana. Bên phía bên kia là một con Cho'Gath nhẫn Doran, vẫn tốt tiếp cận cùng với bánh bích quy ở nhánh phụ. Sát thương thêm và giáp, giải băng năng lượng, thăng tiến sức mạnh, thiêu dụi cùng với thiên thạch bí ẩn. Đây là Ngọc cũng có khả năng cấu rỉa khá khó chịu. Zeus quyết định cộng cho mình đó là 15 kháng phép. Zeus quyết định cộng kháng phép, à nhầm 15 máu, sorry. Không cộng kháng phép hay là không cộng giáp, bởi vì thực ra là cũng không biết là đối phương đánh Cho'Gath đi mid hay là đi top anh em ạ. Bởi vì đối phương đang là Raiden cùng với Cho'Gath thì hai con tướng này có thể hoán đổi khá là linh động. Nên là quyết định cộng máu cho nó an toàn. Ngọn gió thứ hai cùng với lan tràn cấp 1 nâng E và bắt đầu áp lực, thậm chí chém luôn nội tại và lính rồi. Cho'Gath cấp 1 sẽ nâng Q để có thể Q ăn lính từ xa, tôi nghĩ là cũng không có nhiều cơ sở để có thể PK sớm ở cấp độ 1. Một tình huống cố gắng ăn lính đến tất cả hai bên mà thôi. Rớt ăn được hai bên phía bên kia thì cũng tương tự là như vậy. Rừng thì Elise sẽ ăn từ dưới lên nha các bạn. Cho'Gath đang cố gắng tung dạn nứt để ăn lính từ xa. Rớt thì né được hết tất cả những cú dạn nứt của đối phương và không cho đối phương có cơ hội để kích cái giải băng năng lượng cùng với thiên thạch bí ẩn. Cấp độ 2 sẽ có cho Rớt. Dính một cú dạn nứt rồi này. Cho'Gath sẽ có khả năng phục hồi đến từ nội tại của Cho'Gath anh em nhé. Và để có thể cấu rỉa nó và tìm kiếm solo kill là điều tương đối khó khăn. Elise ăn 3 bãi dưới và đã có mặt tại khung sông dưới rồi. Trong khi đó Nidalee cũng đang có một tình huống xuất hiện tại cánh dưới với cấp độ 3 tương tự là như vậy. Kéo mid thì Z đang có một người lính đẩy ngược trở lại. Cho'Gath bắt đầu nâng E cấp độ 2 và bước lên cấu rỉa phá thùng các kiểu rồi. Rất đang tập trung vào chỉ số farm nhiều hơn. Đã có va chạm diễn ra đến từ cả hai người chơi rừng và Elise quyết định không tốc biến theo. Còn vừa rồi khu vực đường trên thì Rất đã có một tình huống nối thùng thành công. Chơi đam với thì đốt thẳng đến từ cá sấu á, sát thương đến từ cá sấu là không đủ tốc biến lên đến từ Z. Chiến công đầu dành cho Z cho tình huống solo 1v1 này. Ở khu vực đứng dưới cũng đang diễn ra một vài những tình huống giao tranh nơi mà Elise đã ép được tốc biến của Nidalee với chất tướng nhỉnh hơn. Và sau đó áp lực băng trụ cặp đôi đường dưới đối phương với tốc biến kén nhện các thứ đều còn, tốc biến kén nhện và lính. Và sau đó thì Elise cắn sát thương đủ để Elise để đổi mạng cho tướng này. Đường dưới vẫn đang là một thế trận khá là ban căng, trong khi đó khu vực đường trên tình huống nối thùng thành công ở cấp độ 3. Chỉ số lính mà rất có sau con xe này sẽ là 18/19. Còn Cho'Gath thì việc giữ máu đã khiến Cho'Gath mất đi tương đối chỉ số lính ở 3 con lính đầu tiên rồi. Bắn quy cấu diệt quyền năng này. Cấp độ 3 quyết định nâng 2 quy để lấy đam, không cần nâng W. Kèo này là kèo không có áp lực gì cả. Thứ nhất áp lực từ tướng đối phương là không có, thứ hai là áp lực từ đối phương không có luôn. Vừa rồi là pha cố gắng phá thùng đến từ Cho'Gath, ngay lập tức ăn một quy kích thùng đến từ Zeus và mất máu đã là bắt đầu tương đối nhiều rồi nha. Bắt đầu nhiều máu mất đi đến từ Cho'Gath rồi. Nhưng chưa phải là một áp lực quá lớn cho Cho'Gath về mặt solo kill, bởi vì con Gangplank này không có thiêu đốt và cũng không có rừng nữa. Lách rất ghê đến từ Zeus, thậm chí lách cả cái E cho Cho'Gath được anh em ạ. Thanh niên này đổi góc đứng lách nhẹ cái E, cái sát thương lan đến từ kỹ năng E của Cho'Gath này. Cấu rỉa bằng Quy. Elise đã ở khá gần và kể cả Nida có mặt ở đây đi chăng nữa thì cũng chỉ là tình huống 2-2 mà Zeus sẽ là người có được ưu thế nhiều hơn với ngưỡng máu như thế này. Nối thùng thành công, đi bộ lên chém tay nội tại, đặt thùng ra phía sau khép góc đường về. Elise không lên à? Elise không lên à? Giữ cái đúp lại nha các bạn nhé. Chưa phải là thời điểm quá áp lực để Zeus phải dùng cái W sớm. Và sau đó là tình huống cố gắng đi bộ lên để giữ thùng. Một pha kích thùng thành công đến từ Zeus, sát thương là cực kỳ nhiều rồi. Bây giờ phát chém tay nội tại cùng với bắn quy có thể là có đam rất điểm.
Chỉ là một pha bắn quy cấu gì trước đã. Elise bắt đầu nhận thấy cơ hội băng trụ rồi. Nếu như Elise lên sớm hơn được cái nhịp mà rớt nối thủ thành công thì có lẽ sẽ có một tình huống ăn mạng khá đơn giản. Cho gắt bước lên ăn xe và đó là tình huống nối hai thùng thành công. Áp lực nội tại là cực kỳ lớn, chém tay nội tại W và chắc chắn là chết rồi, không còn đường về nữa rồi. Thậm chí rất nhường mạng lại cho Elise trong tình huống này. Nidalee đã có mặt ở tại khu vực sông trên nhưng lúc này thì Nidalee lên là khá trễ. Bắn quy dứt điểm con xe, sau đó bách về với khoảng chừng 1.200 tiền. Một kèo mà cho gắt thứ nhất là tay ngắn, thứ hai là kém cơ động và không có kỹ năng để né những thùng thuốc súng của Gangplank. Chỉ cần Elise lên là chết thôi các bạn. Khi đã bị poke tới ngưỡng máu như vậy rồi thì phải chết thôi. Không chết ở land thì cũng chết trong trụ thôi à. Vì đến cấp độ 5 Gangplank bắt đầu có thùng với nhiều sát thương hơn từ Q nữa. Nó bắt đầu ép máu được con cho gắt và ngưỡng máu tử. Lách cái E cho gắt, bắn một Q quyền năng và sau đó thì cho gắt đang cố gắng reset way. Nidalee đã trở lại khu vực sông dưới để có thể farm rừng chứ không còn cơ hội để gank khu đứng trên nữa. Lần về nhà đầu tiên có thủy kiếm cùng với lưỡi hái đã là một ngưỡng tăng tiến sức mạnh tốt. Giữa quyết định đầu tư cú W của mình để hóa giải tình huống dặn nứt và lát hết con lính cuối cùng. Trên lệch lính là 10 chỉ số lính đến từ cả hai top lane. Elise sau tình huống gank thành công lên khu đứng trên và có được một mạng cùng thì lúc này cũng đang mang ra một lượng trang bị là kha khá. Chưa về nhà mua trang bị thôi. Lượng trang bị như này sau vòng rừng đầu tiên cũng là khá khỏe, chưa cần về. Kéo Z xuống ở cấp độ 6. Và cá sấu bắt đầu ping rồi này, cá sấu bắt đầu ping đối phương di chuyển. Cho gắt bây giờ cũng đắt cầu có sát thương để đẩy đường rồi nha các bạn nhé. Lên thêm AP đẩy đường cũng là khá khỏe rồi đấy. Tốc biến thì vẫn còn được giữ lại sau tiếng nằm xuống trước đấy ở khu vực đường trên. Nhưng mà Gangplank với thủy kiếm bắt đầu poke rất đau rồi. Đợt lính này sẽ là đợt lính đẩy cao đấy, từ Zeus vẫn còn chiêu cuối hỗ trợ cánh dưới nếu cần. Và đây là tiếng W để hóa giải dạn nứt, chém tay nội tại. Bị câm lặng tung chiêu cuối chém tay. Solo Q. Cho gắt biết rằng Zeus không còn cái W nữa thì phải. Đây là quyết định Odin luôn à. Biết là không còn W nữa nhưng sắp thức làm gì đủ nhờ. Tung chiêu cuối chém tay nội tại. Cái mà cho gắt không tính được là cái nội tại của Zeus hồi lại anh em ạ. Cái mà cho các không tính được là không thấy cái thử lửa nó hồi lại đến thời điểm nào thôi. Và đúng cái thời điểm bước lên để Odin thì cái nội tại nó hồi lại kịp đến từ Zeus. Và đó là một lượng sát thương quá lớn khiến cho Cho'Gath lên bảng. Vẫn thiếu một đòn đánh tay nữa cho tình huống vừa rồi đến từ Cho'Gath để có thể cắn chiêu cuối dứt điểm Zeus. Vì chiêu cuối Cho'Gath nó có scale theo AP nha các bạn. Với lượng AP hiện tại thì sát thương cắn nó cũng là khá nhiều đấy. Nhưng bởi vì Zeus có một lượng sát thương trả lại quá lớn nên là Cho'Gath đã bị solo kill. Sẽ là một giáp trụ cộng thêm cho Zeus, ít nhất là như vậy. Với thủy kiếm cùng với tàn phá hủy diệt và nội tại thì việc ăn một giáp trụ là tương đối đơn giản. Còn khu vực giữa chúng ta có một pha solo 1v1 và cá sấu là người có được chiến thắng cuối cùng. Ủa sao này pha này Z chết nhỉ? Khu vực đường dưới vẫn là thế trận 3-3 và hai rừng bắt đầu lao vào nhau cắn liên tục. Đổi dạng đến từ Nidalee, đổi dạng tới từ Elise. Sát thương không đủ đến từ bên nào để ăn mạng cả. Sau tình huống solo kill vừa rồi thì Zeus đã có cho mình một cái viên hỏa ngọc cùng với thêm một trường kiếm nữa đi lên. Một pha phóng lao nhưng mà đứt không qua tường ạ. Lao cũng trượt. Nidalee không còn tốc biến nhưng có Kama. Kama quy trượt. Lính đang là hơi nhiều nên là Varus chưa ra kịp để hỗ trợ. Còn Z đi ra check thì lại không thấy cá sấu đâu. Có Gangplank này bắt đầu có lợi thế nha các bạn. Chỉ số lính dẫn trước cùng với một mạng, một điểm hỗ trợ nữa. Elise nãy giờ vẫn đang đầu tư khá nhiều thời gian xuống khu cánh dưới, trừ một tiếng lên trên để ăn mạng mà rớt nhường lại ra thì hai rừng vẫn đang đầu tư khá nhiều thời gian xuống khu đường dưới. Còn đường trên thì nó cũng là một cái thế tự chơi thôi. W lấy thủy kiếm và ăn con lính vừa rồi, bị dặn nứt. Mất 2 CS luôn ạ. Cánh dưới sau những tình huống 3v3 thì cuối cùng kết quả cũng đã có và thắng nghiêng về cho team của Zeus. Mạng thứ 3 cho Elise rồi. Còn kèo top này khi đã có lợi thế thì farm chiêu chiêu chờ tam hợp rồi hack tiền thôi anh em. Cảm giác là con Cho'Gath này không còn bất kỳ một áp lực nào về mặt solo kill nữa cả. Thậm chí bước lên lố lố một nhịp. Dễ mất spell hoặc là bị solo kill lắm. Pha di chuyển đến từ cá sấu nhưng bị kẹp lại bởi Z. Vẫn còn cắt và sát và rút lui đơn giản. Đại bằng tiễn từ xa, không trúng kèo.
mắt kiểm soát cắm. Chiêu cuối chưa kịp hồi lại đấy từ Just. Còn cho gắt nãy giờ thì chưa cắn được vào lính à? Cắn được vào lính một stack rồi này các bạn. Cắn được vào lính một stack và đã có một stack từ chiêu cuối rồi. Đứng dưới cá sấu vẫn cam và cuối cùng thì cũng đã có mạng cho phía team 2 với tình huống cam chày cam cố từ cá sấu và có một cú R flat đến từ Rayton để ăn được hai mạng cho tướng vừa rồi. Một mạng được chia lại dành cho xạ thủ Caitlyn của Ice. Kèo top này thì tự chơi thôi anh em, rất giống đánh giải nha các bạn ấy. Cái này nó có thể cực kỳ giống trong đánh giải là dừng chỉ lên ở tầm 3-4 level đầu thôi. Còn về sau thì sẽ đánh 3-3 cánh dưới và top sẽ tự chơi. Và chúng ta được xem rất rõ vì sao mà Zerg đang dẫn trước đối phương 20 chỉ số lính như thế này. Cho'Gath đang hút máu lại nhờ nội tại là cực kỳ là rác. Nội tại nó cứ hồi máu giả dích như vậy, tốc một hồi cũng không thấy mất máu anh em ơi. Nhưng đây là con Cho'Gath AP anh em nhé. Một con Cho'Gath AP thì nó mỏng hơn là Cho'Gath chống chịu. Chứ nó lên theo dạng chống chịu thì cũng rất là khó để kiếm đam dứt điểm nó với một con Gangplank như thế này. Kích thùng thành công. Những cú dặn nứt của Cho'Gath mặc dù là một chất tướng kém cơ động nhưng mà rớt cũng né được khá nhiều. Cả hai bên đang gầm ghè nhau với những kỹ năng. Với rớt thì né được cái Q của đối phương, còn Cho'Gath thì bước lên để phá thùng. Một pha kích thùng vừa dọn lính vừa cấu rỉa nhẹ nhưng mà có Nida ở đây, rất có tốc biến, có chiêu cuối sẵn sàng cho tướng 1v2. Quả này liệu rằng có 1v2 đấy không đây khi mà Nida đang có định ganh, còn rớt clear xong wave thì quyết định giật về sông. Còn cánh dưới thì chiêu cuối được dùng tới từ Varus, chiêu cuối được dùng tới từ Gangplank của rớt và sát thương là cực kỳ nhiều. Cú chiêu cuối khai góc đường về của Kheo và Kheo đã phải lên bảng nhưng mà rớt không còn tốc biến, không còn chiêu cuối chạy kiểu gì đây. Đối phương vẫn còn tốc biến từ Nidalee, Dupli bổ sung vitamin. Và sau đó lách lao, lách hết tất cả mọi thứ tốc biến cắn Q. Mà cú Q đến từ Zerg lại không được đưa ra kịp để có thể đổi mạng cho tướng này. Một pha nhiều chuyện đến từ Zerg và đã phải lên bảng sau tình huống tấn công của đối phương. Nhưng đứng dưới thì Elise đã có một pha băng trụ thành công, giết được Caitlyn, cùng với đó sẽ là cái trụ một tòa bản đồ cho team của Zerg. Zed lên để pick wave và áp lực vào Cho'Gath phía bên kia. Nida thì đã về trước vì máu đã quá yếu rồi. Cho'Gath một giáp trụ và sau đó cuốn chiếu chạy được. Đợt lính khu đứng giữa là khá to và cá sấu sẽ có tàn phá hủy diệt để ăn thêm một giáp trụ tại đây. Rất có hồi sinh dịch chuyển ra thì cũng sẽ không còn nhiều lính để farm anh em nhé. Tele ra đến nơi chắc là cũng không còn con lính nào cả, còn một con. Nhưng mà tam hợp đã có rồi. Với tam hợp kiếm thì bắt đầu là thời điểm mà con Gangplank này hack tiền với những tình huống đặt thùng ra và dọn đợt lính rất nhanh. Combo hai thùng vừa để dọn lính vừa để cấu rỉa nhẹ Rayton phía bên kia. Đi bộ lên bắn quy, chém tay nội tại. Cá sấu nhấp nhả bị dính nội tại của Gangplank rồi bật R lên W nhưng mà con bổ sung vitamin và cá sấu đã phải lên bảng sau một pha bait đến từ Zerg. Kheo cũng có lẽ sẽ là người đi chung cho tình huống này. Một mạng dành cho Zerg trong tình huống mà đối phương đã lao lên và dính bait. Cá sấu bơi vào với ý đồ là bắt con Gangplank này nhưng nhìn đồ của nó đi anh em. Máu me thế này còn cả W nữa. Tôi không biết đào được sát thương để giết con Gangplank này luôn. Kích thùng lấy tốc độ di chuyển để có thể thoát khỏi tình huống dạn nứt nhưng không được. Cánh dưới thì Nida đang có định tranh chấp trừng phạt nhưng không trừng phạt được. Rồng thuộc về Elise và sau đó thì sao? Elise đánh đu lên và quyết định rút lui ạ. Có át phía sau để cover. Kén nhận thành công, Zed yếu máu đổi bóng chạy được. Caitlyn tốc biến bắn nhưng sát thương không đủ. Át vẫn đang đứng lại để có thể hỗ trợ cho Elise trong việc rút lui, còn phản công thì hơi khó. Còn đứng trên lúc này thì Cho'Gath đã có triệu chứng sinh rồi. Giữa có thể farm hòa và kèo này sẽ là kèo mà khi farm hòa con Gangplank nó sẽ hơn rất nhiều tiền các bạn nhé. Chiêu cuối được dùng đến từ Varus. Sát thương liệu rằng có đủ hay không đây. Tốc biến được dùng đến từ Karma để có thể thoát khỏi sát thương đến từ Varus. Và thêm cả đó là tướng nối chuyên tâm nhưng đối phương cũng có tốc biến đi. Và phản công người trở lại được hay không khi mà không còn chiêu cuối nữa đến từ cả hai người chơi đứng dưới bên phía team Zerg. Elise đang có mặt ở khá gần nhưng không còn mục tiêu lớn nào cả. Cho'Gath đứng trên không có dừng cover, bắt đầu đánh nhùng hơn một chút. Elise đã xuất hiện tại khu đường giữa. Một pha chuyển dạng cắn cực kỳ đau và mạng có dành cho Varus rồi. Mạng thứ 10 cho team của Zerg với cách biệt về tiền là 4.000. Nida đang đứng chầu trực sẵn với tiếng phóng lao nhưng rất tiếc đó là tiếng phóng lao không tầm nhìn vẫn trượt ạ. Còn đường trên thì những thùng thuốc súng có thể dọn được cả đợt lính như vậy đang giúp cho Zerg có một lượng tiền hack thêm là cực kỳ tốt. Nhưng mà Cho'Gath lại không có tốc biến để có thể ăn cái mạng này. Zerg sẽ dùng combo 2 thùng để ăn con xe từ xa ha. Dùng một quy ăn thôi. Vẫn đang là một con Gangplank cực kỳ giàu với 5.900 tiền là người giàu nhất bản đồ anh em ạ. Khu đường dưới thì cá sấu đã lao lên với 3 mảnh của suy vong chứ chưa có suy vong. Zed tung luôn dối tử thần.
đứt lên phóng phi tiêu. Cá sấu quyết định không dùng sắt. Sắt từ Mr. Z chỉ để cấu rỉa và không đủ để kết liễu Raton. Vẫn còn chiêu cuối nên Raton đang có định đứng bết. Bật thần cá sấu chờ sẵn với cú flat đứt. Flat đứt nổ thì đốt e đánh tay Quy. Solo kill dành cho Raton. Đây là chưa có suy vong anh em nhé. Có suy vong với ám bụi vào nó giết con Z này một phát chết luôn. Đây là pha mà rớt còn chiêu cuối nhưng mà đối phương kéo tới 3 người lên. Tầm nhìn đã có. Nhưng đối phương phá tầm nhìn cũng là cực kỳ nhanh. Elise gỡ được mạng của Raton tại khu cánh dưới bản đồ và có sự xuất hiện đến từ Ash cùng với cả Varus nữa. Hai chiêu cuối chồng vào. Thậm chí đó là ba chiêu cuối chồng vào và người có mạng là Varus chứ không phải là Zerg nha. Một pha tấn công lên cánh trên thất bại đến từ phía team 2 và ngay lập tức có mạng thứ 12 dành cho team của Zerg, chỉ là chưa kích được full số của lễ hái thôi. Để xem hướng lên trang bị của Zerg có giống với Kin ở tại LCK hay không. Dao hung tàn cùng với một cái dây thủy ngân ở đây. Như vậy trang bị thứ hai vẫn có thể sẽ là một cái đại bác. Một cái súng hải tặc thì đúng hơn. Với cái súng hải tặc đó thì lượng sát thương dứt điểm của Gangplank sẽ là rất cao anh em nhé. Vừa là nội tại vừa là chiêu cuối giữa tâm vụ nổ. Nó đều là những nguồn sát thương chuẩn để sốc sát thương và kết liễu mục tiêu từ xa yếu máu. Cầm đồ đi hack farm này anh em này. Tiền từ đàm phán tính tới thời điểm này đã lên tới con số là 400 tiền rồi. 400 tiền từ đàm phán. Đã có đủ ngân xa để nâng cấp chiêu cuối lần 1. Cánh dưới thì đang là một tiếng ăn cua với bắt bớ lại. Nhưng mà rõ ràng là Ash cùng với Varus đang ở khá gần. Đại bằng tiễn từ xa. Nó có vẻ là đúng hướng rồi. Không có tốc biến. Mạng dễ dàng dành cho Elise. Có Elise cũng đã là 6-1. Nhưng người giàu nhất vẫn là Zerg thôi. Đây là ván đấu mà Zerg cũng không có áp lực về trụ. Chỉ ăn được khoảng chừng 1 giáp trụ ở khâu đi đường. Nhưng mà lượng tiền hack được cùng với những mạ hạ gục mà Zerg đang có, nó giúp cho cái Gangplank này là đứa giàu nhất toàn bản đồ với 7.300 tiền. Và kể cả là một Elite 61 cũng không thể nào đọ tiền được bằng so với con Gangplank này. Kêu gọi pha băng trụ, cấp độ 12 nối thùng chưa được mượt lắm. Kích thùng để lấy nội tại lại. Kén nhện ép tốc biến. Chuyển dạng đến từ Elite chém nội tại cùng với cả một cú tàn phá hủy diệt vào trụ rồi. Thế là quả này cũng hơi khó để tìm sát thương giết con Cho'Gath phía bên kia. Đó là một Cho'Gath 4 số triệu chứng sinh ha. Đối phương đang có ý định kéo người lên để phòng ngự nhưng mà Ash cũng đang di chuyển rất nhanh lên khu cánh trên bản đồ cùng với Z. Và tình huống đánh nhau diễn ra có thể Z sẽ êm được với dấu ấn tử thần và sát thương là cực kỳ lớn, không cần dấu ấn tử thần. Đại băng tiễn trúng, dấu ấn tử thần được dùng vào người của Nidha. Một cú Q đến từ Zerg ăn được mạng cách cực kỳ đơn giản. Và trụ đường trên có lẽ cũng sẽ đi chung với Nidha và Cho'Gath trong tình huống này mà thôi. Một kẻ đấu mà Cho'Gath cũng đã hơi trầm cảm sau những cú Q liên tục trượt ở khâu đi đường. Chờ Z về ăn đợt lính này một mình và có kinh nghiệm để hướng tới cấp độ 13 anh em ơi. Sắp cấp độ 13 rồi. Đứng giữa thậm chí Caitlyn cũng đã nằm xuống với tình huống bắt bơ đến từ Ash cùng với Varus. Trụ đường trên đã có rớt tham thêm một wave nữa trước khi về. Tiền đang cầm trên người là dư để nâng cấp súng hải tặc rồi các bạn nhé. Cánh dưới thì Z đang phải đối mặt cùng với con cá sấu, nó hơi khỏe một chút. Rớt quyết định té sau một tình huống tàn phá hủy diệt lên trụ. 8.800 tiền. 8.800 tiền ở thời điểm phút thứ 18 của ván đấu và đang có một lượng gold per min vô cùng khủng khiếp. Team thì ai cũng xanh cả. Nhưng con Gangplank này vẫn là đứa đang xanh nhất. Súng hải tặc. 800 tiền dư quyết định mua thêm cho mình một cái quốc chim để hướng tới Navori. Nâng cấp luôn chiêu cuối rồi. Tôi không đọc được xem là rất nâng chiêu cuối theo dạng là mưa bom bão đạn để có thể có thêm nhiều loạt đạn hơn hay là cái hậu duệ tử thần nữa. Với súng hải tặc tôi nghĩ là có thể nâng cấp hậu duệ tử thần để có thể ăn mạng từ xa. Tiểu đại bằng tiện từ xa lại trúng vào vị trí của Renek. Rất tiếc cấp độ 12 đến rớt mà thôi. Rớt cấp độ 12 không có được tình huống kích thùng ở cấp độ 13. Tung chiêu cuối cố gắng dọn lính băng trụ diễn ra. Thùng được phá đến từ Gangplank của rớt. Sát thương là cực kỳ nhiều. Cấp độ 13, 1v2 đến từ rớt. Cá sấu sắt đấp nhưng đấp lên đánh tay và quỵ. Không kịp rồi. Mạng shutdown và đó là một tình huống 1v2 và vẫn giữ được trụ khu đường trên. Trong khi đó cánh giữa là một tình huống back phát back trúng không đủ sát thương tới từ Caitlyn. Rất tiếc là rớt là không thể nào 1v2 thành công trong pha vừa rồi, còn nguyên tốc biến. Rất suýt xa. Một mạng shutdown dành cho Renekton và bây giờ Renekton đang phải là người gánh cái game này. Có trụ đường trên có thể thử mục tiêu nhưng đường giữa vừa mất tới cái trụ thứ hai rồi. Elise đang trở lại khu vực rừng trên nhưng mà bị cướp mất con cóc. Z cũng đang ở ngay phía sau vị trí của Elise trong tình huống này và băng thẳng lên tìm kiếm vị trí của Raton.
dính đức nộ, dính lao và Elise chuyển dạng đánh đu lên kịp trước khi lên bảng. Thậm chí đánh đu hack não được cả tiếng cắt và sát của đối phương sang phía bên kia bờ tường để ăn mạng. Nida tốc biến ăn mạng của Elise bằng một tiếng sốc điện, nhưng sau đó Z đang đấm quá đau, đổi phân thân lên để có thể thực hiện đánh tay nhằm gỡ được một mạng. Cánh giữa vừa rồi thì Karma của Kyle không biết tại sao đã chết tới mạng thứ 5 rồi. Elise đã đổi được hai mạng, còn đây là tiếng lướt phong linh lên, tốc biến và đó là một lượng sát thương không đủ đến từ Caitlyn của Ice. Bắn quy cũng trượt, tất cả mọi thứ đều trượt. Dính tan xạ tiễn cùng với mưa tên và lên bảng điểm số 1-1 vs 2, thất bại đến từ xạ thủ của team 2. Tí nữa thì highlight. Mất hết tốc biến cùng với phong linh nhưng không có mạng nào cả. Còn Zerg đang trở lại khu vực cánh giữa bản đồ để đẩy với hai mảnh của Navori. Thời điểm có Navori ở món trang bị thứ 3 thì những thùng túc súng của Gangplank sẽ là cực kỳ đau. Kèo đấu với Cho'Gath không phải là một kèo quá dễ đâu nha các bạn nhé. Mặc dù chất tướng Cho'Gath như vậy thôi, nhưng mà nếu các bạn không biết cách để né Q của Cho'Gath là không còn máu đi đường nữa. Bây giờ thì Zerg đang cấp độ 14, đẩy lẻ cùng với một Raiden còn chiêu cuối, còn tốc biến, còn ám muội. Thần cá sấu lấy nộ đến từ vị trí của Raiden, đặt thùng ra. Zerg phá trụ trước nhưng không phá kịp rồi. Caitlyn xuất hiện tung chiêu cuối, một pha lên bảng điểm số đến từ Zerg rồi. Pha đứng rình là khá hay đến từ Raiden và Zerg chưa có được cái trụ này. Nhìn cái trụ 600 nhìn có vẻ là thèm ha. Không dễ ăn đến như vậy, nhưng khu đứng giữa thì sao? Đồng đội đang có ý định đẩy cao lên để có thể áp lực, nhưng mà lúc này áp lực trụ 3 là không nổi nhá. Cá sấu thấy đối phương di chuyển về, nhưng liệu rằng cá sấu sẽ đi đâu về đâu đây? Cá sấu vẫn đang đứng lại khu đứng dưới để lên lính. Z đã vòng ra phía sau chung với lại vị trí của Ad rồi, không còn đại bằng tiện. Z lao vào trước với một cú chiêu cuối được dồn sát thương và sau đó là Ad xuống. Mạng dành cho đòn đánh tay đến từ Varus. Cá sấu bắt buộc phải đánh cao và đánh liều để có thể gỡ nhằm gánh cái game đấu đang khá khó này. Đại bằng tiện trượt rồi. Elise có được cho mình con bùa xanh và sau đó thì chắc là phải rút lui thôi. Hai lần nằm xuống liên tục đến từ Zerg ảnh hưởng khá nhiều đến nhịp farm của con Gangplank này. Nhưng tạm thời điểm này thì Zerg vẫn đang là người giàu nhất với 10.300 tiền. Vẫn đang là một quá trình hướng tới Navori đến từ Zerg và chưa có Navori. Vì giày cũng là giày thủy ngân nên là việc đánh cùng với cá sấu cũng sẽ gặp đôi chút sự khó khăn đấy nha. Ash không còn spell, dính một cú RQ khá đau. Cho'Gath vòng ra với cú câm lặng, lao phóng vào và Cho'Gath có cho mình một stack từ chiêu cuối, stack thứ 7. Cú dịch chuyển được dùng đến từ Zerg để đảm bảo rằng xạ thủ của mình sẽ không gặp nguy hiểm, và người gặp nguy hiểm đang là vị trí của Nida. Nida đã phải lên bảng, Z có mạng của Kael và sau đó thì Zerg đi bộ lên chém tay nội tại, đặt thùng nhắm tới Caitlyn. Nhưng đối phương phá thùng và chạy được. Còn người phía sau bị kẹt lại đó chính là Cho'Gath. Mạng thứ 3 dành cho team của Zerg trong tình huống giao tranh ở khu cánh dưới bản đồ và trụ thứ 2. Z cùng với Varus di chuyển vào để có thể chia tiền với Zerg. Bên phía bên kia Elise đâm vào quá sâu, dính đứt nộ đến từ cá sấu và lên bảng rồi. Z tung dấu ấn tử thần kết liễu thành công xạ thủ đối phương, nhưng sau đó giật đi đâu bây giờ? Quyết định là giật ra khu đứng giữa để sống sót. Raiden vẫn đang có một game đấu vô cùng nỗ lực để có thể gánh team, tốc biến qua E đứt nộ. Mạng thứ 6 dành cho Raiden trong ván đấu này. Cánh dưới bản đồ thì Zerg đã reset xong wave vào trụ 3 và sau đó thì rút lui mà thôi. 1.900 tiền đang cầm trên người đến từ Zerg. Sẽ là tình huống về nhà để có thể đóng trang bị Navori ở thời điểm phút thứ 23. 22 phút Zerg đã cầm ra 3 đồ rồi. Và đấu này thì Elise cũng là cực kỳ xanh cùng với Varus cũng xanh không kém tí nào. Với trang bị thứ 3 là một cái kiếm ác giả, ám muội và đứt thường mà thôi. Sát thương đã đủ đến từ Raiden rồi. Karma của Kael không có được điểm hỗ trợ cho thứ vừa rồi cũng là khá tiếc. Khu vực này là khu vực đối phương không có tầm nhìn và Zerg bắt đầu vòng ra phía sau được đối phương, tung chiêu cuối làm chậm đối phương và gây nhiễu loạn đội hình. Sau đó Z lao vào với dấu tử thần. Zerg đặt thùng ra chờ vị trí của Cho'Gath dịch chuyển xuống, bị phá thùng rồi. Chém tay nội tại giật ra tiếp tục đặt thùng ra. Và sau đó là một tiếng combo hai thùng, Cho'Gath cắn sát thương không đủ đến từ Cho'Gath. Z dính backpack back trúng và lên bảng đếm số. Combo thùng thành công tốc biến confirm mạng, nhưng Zerg sẽ về bằng đường nào đây? Thùng đặt ra. Combo thùng thành công chém tay nội tại W lên đặt thùng chém tay, có double kill cho Zerg rồi. Một tiếng hỗ trợ rất từ xa tới từ Varus, rất đã khá yếu máu và sau đó lên bảng điểm số, nhưng Varus có thể vét được. Varus sẽ vét được cho mình cú double kill ở đây, quét sạch cho team của Zerg. 3 đổi 5 trong tình huống này và đó là một tình huống đổi lời cho team của Zerg trước khi tiến ra con rồng nguyên tố thứ 3 với nguyên tố lửa. Đội hình với 5 carry đều được hưởng lợi đến từ con rồng lửa này. Bên phía bên kia tương tự là như vậy, Nida đang chạy ra nhưng tốc độ đến từ Nida có lẽ sẽ không kịp. Để giữ lại con giống nguyên tố, nó sẽ được ăn rất nhanh bởi một con Varus kiếm ác xà ở món trang bị thứ 3. Ad thì cũng đang phụ thêm một chút sát thương. Và trước khi di chuyển ra thì Nida sẽ đi qua khá nhiều tầm nhìn nên là nhìn thấy mặt rồng chắc là cũng ăn ngay cái đại bằng tiễn vào mồm rồi.
Cá sấu đang là người xanh thứ hai trên tờ bản đồ. Đại băng tiễn từ xa đã trúng. Pha lao lên bớt sát thương đến từ Varus. Không tỉnh nổi các bạn ơi. Một Raiden vẫn đang rất nỗ lực với 3 món trang bị rưỡi và lên full sát lực để có thể gánh team. Elise thì đang ăn cho mình con Baron, đánh hạt thông nổ xuống solo Baron luôn. Z lao vào với dấu tử thần và Kael sẽ nằm xuống lần thứ 8. Trong ván đấu này, cá sấu áp sát tiến sau với cú đức độ và Varus tỉnh không nổi, ám muội vào dứt điểm thành công người chơi xạ thủ đối phương. Nhưng Raiden đang tỏ ra khá đơn độc, cú dặn đứt trượt. Và sau đó là tiếng rút lui đến team của Zeus. Zeus đang backup phía sau với những cái thủng thuốc súng nhưng đối phương không có định chay lên. Baron thì vẫn còn nguyên ở đây. Trang bị thứ tư tôi không biết là Zeus sẽ hướng tới cái gì với một cái cao phiêu như thế này. Chí mạng thời điểm này thì đã đủ để kích Navori rồi nhưng mà nó chưa phải là full số của Navori anh em nhé. Mới chỉ là 8% mà thôi. Đại băng tiễn từ xa đã trúng, cá sấu mất cắt và sắt, Z lao lên nhưng mà không có dấu ấn tử thần, đổi bóng vào bị dính đứt thường. Và sau đó tình huống combo hai thùng đến từ Zeus lao vào nhưng đó là mạng cho Z bị dính một tình huống thiêu đốt cùng với cả một mũi lao đến từ Nidalee nữa. Zeus đứng lại kích thùng liên tục, kết lên lướt phong linh lên confirm được mạng của đối phương, sau đó dính kén nhẹ và lên bản đếm số. Zeus đang solo cùng với Nida và Nida lên bảng sau cú nội tại thử lửa. Double kill dành cho Elise trong tình huống này. Một chấm máu và Zeus bị tốc biến RQ nhưng có W bởi bổ sung vitamin, kén nhẹ chuẩn xác tới từ Elise sau tình huống tốc biến và có triple kill dành cho người chơi đi rừng của Zeus trong tình huống mà Karma của Kael là một con Karma 08 và không hề có sát thương. Mạng thứ 38 thì cho team của Zeus rồi. Một con Gangplank này của Zeus đang cầm cho mình 1.300 tiền cùng với một con Baron sẽ bổ sung thêm một khoản tiền nữa. Trở lại khu vực đứng trên để có thể đẩy đường và chắc là sau quay lính này sẽ về mua đồ thôi. Ăn trụ hai đối phương thời điểm này là tương đối mạo hiểm. Nice. Và thậm chí Elise đang hướng tới món trang bị tiếp theo sẽ là một cái mũ phù thủy ạ, lên đồ rất cục. Rớt thì đang ôm 1.900 nhưng mà chưa đủ để nâng cấp cái gì cả. Quyết định giữ một con mắt kiểm soát trên người để có thể kiểm soát tầm nhìn và sẽ đi farm thêm để có thể hướng tới trang bị thứ tư sau anh em nhé. Đồng đội ai cũng khỏe và cách biệt về tiền là con số tới 8-9.000 tiền rồi. Z lao vào với dấu tử thần phóng phi tiêu kích xúc điện đánh tay xoay e. Dấu tử thần nổ và đã có mạng rồi cho Z. Bên phía bên kia thì cá sấu đang không còn tốc biến để tiếp cận và e vào, sắt vào, ám muội vào, đứt thường đánh tay. Mạng ủng dành cho Renekton. Karma của Kael đến để búp RE. Và sau đó Caitlyn bọc đầu khiến cho vị trí của Jayce cũng đã phải lên bàn điểm số. Bên phía bên kia thì sao? Một pha fake check tới từ Cho'Gath. Cho'Gath cầm lặng cắn R. Sát thương không đủ đến từ Cho'Gath trong tiếng ngoạm vừa rồi. Khá đen đủi dành cho Cho'Gath là còn chỉ thiếu đúng vài chục máu mà thôi. Bên phía bên kia thì Z quay ngược trở lại tình huống tấn công và Caitlyn bắn lưới 90. Z đã có cái mạng này và rất quyết định chuyển hướng sang Kael, tung chung cuối làm chậm trước. Dùng chung vào hộ Mikael để tăng tốc di chuyển đến từ Kael nhưng né thùng kiểu gì đấy. EQE thành công nhưng nó không trúng vào người của Kael. Z phóng phi tiêu hỗ trợ sát thương đặt thùng ra không chí mạng, bắn Q thì chí mạng. Chém tay nội tại, combo hai thùng, thêm một Q nữa double kill cho Zeus trong tình huống xử lý này. 3.000 tiền đang cầm trên người và bây giờ thì muốn mua cái gì thì mua cái đấy thôi. Với mảnh coffee có sẵn cùng với 3.000 tiền. Lúc này lượng chí mạng chưa phải là quá nhiều anh em ạ. 40%. Không chí mạng là chuyện bình thường. Thậm chí đó là tiếng ống quét sạch khi mà Elise cùng với Z đã bắt bớ được Nidalee ở trong khu vực rừng bùa đỏ của đối phương. Và Zeus đã quyết định nâng cấp chiêu cuối lần 2. Cùng với trang bị thứ tư của mình đó là một cái mãng xà. Đây là đồ của Gangplank đấu sĩ. Nhìn vẫn là khá mỏng, nhưng mà hơn 3.000 máu. Lượng điểm hồi chiêu hiện tại đang là con số 74 anh em nhé. Và với 4 trang bị thời điểm này thì con Gangplank này vừa trâu vừa đam to rồi. Tình huống nằm xuống tới từ Nidalee đã khiến cho cái nhà lính khu đường giữa của team 2 cũng đã phải nằm xuống chung. Rồng nguyên tố thứ tư có nguyên tố lửa. Và con rồng này nó sẽ bổ sung thêm một lượng sát thương vô cùng lớn cho team của Zeus. Mũ phù thủy đã có rồi, cá sấu kích hoạt cho mình, thần cá sấu lao lên dính thùng lần đầu và sau đó tốc biến lên W và đó là solo kill dành cho Zeus. Một pha quyết định đánh liều đến từ cá sấu vì lúc này đã là quá đầu hốp rồi. Zeus không hề có chiêu cuối kích thần cá sấu lấy nộ và sau đó là một tình huống đầu tiên là đặt thùng bắn Q lấy lớp giáp ảo đến từ bóng cái áo choàng bóng đêm, chém tay nội tại đặt thùng ra và sau đó là một pha kích thùng fail đến từ cá sấu ạ, mất cắt và sắt còn tốc biến đứt độ. Nhưng tốc biến thẳng vào cái thùng 925 sát thương. Và cú làm choáng đến từ cá sấu nó không qua nổi cái bổ sung vitamin.
Cá sấu đã không có cơ hội để dùng cái phép bổ trợ, không chính xác là dùng cái đồng hồ của mình. Sau pha solo có luôn trụ hai đứng trên. Cánh dưới bản đồ thì Z vừa đâm vào hơi sâu và đã phải lên bài, nhưng mà rất tung trực cuối từ xa, kết liễu thêm một người nữa cho gắt tốc biến câm lặng, cắn chết được vị trí của Varus rồi, nhưng hết đồng hồ thì cũng sẽ phải đi chung mà thôi. Rớt đã quét đến tận trụ thứ ba khu vực đứng trên đối phương và nhà lính cũng tương tự là như vậy. 3 mega cùng với 4 ma hạ gục, một KO không 10 lúc này sẽ làm được gì đây? Chắc chắn sẽ là tình huống kết thúc ván đấu rồi. Lệnh Shadow F đã được đưa ra và chúng ta sẽ cùng check lượng sát thương cuối game của con game flank này anh em nhé. 24 số của mãng xà và 400 đam tay, 3.300 máu. Vâng, và lượng sát thương cuối game tổng hợp được cho các bạn đã là con số 35.780 sát thương đến từ Rớt. Người đứng thứ hai là Z với 31.079. Bên phía bên kia thì cá sấu đúng là game đấu 1v9, 29.198 sát thương. Cặp đôi đường dưới của team Rớt ván này đánh cũng là khá hay nha. Lượng vàng cuối game cho các bạn xem thì nó là con số 18.000 vàng. Người giàu thứ hai trong team của Rớt là con Varus 10 mạng này cũng chỉ là con số 13.700 vàng mà thôi. Thua hơn 4.000 tiền so với Rớt ạ. Đấy là các thành viên trong team của Rớt đều đã có rất nhiều mạng anh em nhé. Nhưng mà con gameplay này hack tiền ghê quá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi giáo án của Rớt với con bài gameplay này. Đây là con bài mà T1 hoàn toàn có thể mang trở lại tại giải đấu FCK trong những vòng đấu sắp tới. Hôm trước thì Ki đã đánh rất khá thành công trong cặp trận gặp bên phía Gen Z rồi. Và khi thấy Ki đánh con gameplay này thì Rớt cũng đã pick và đánh ngay lập tức ở tại xếp hạng đơn để lấy lại cảm giác con tướng này và sẵn sàng pick tại LCK anh em nhé.